Dạo này không biết nị đã bị kiến cắn bao giờ chưa? Kiến cắn rất đau. Lý do vì sao nó đau như vậy là vì trước khi cắn, kiến nó sẽ dùng càng kéo một khối da của mình lên như vậy, rồi kẹp cứng. Sau đó nó mới cong người, đâm liên tục nhiều lần bằng kim tiêm axit vào da mình. Đó là lý do nó đau như vậy. Thì để giảm đau, giảm sưng có một mẹo, đó là dùng nước bọt bôi vào vết cắn. Do nước bọt có tính bazơ nên có thể làm dịu nhẹ vết cắn có tính axit, thì cách này cũng hiệu quả với vết mũi chích. Nên hồi nhỏ cô thấy ông bà cô hay làm vậy mỗi lần cô bị mũi chích. Nhưng nhược điểm là nhìn hơi mất vệ sinh. Một cách chính thống sạch sẽ hơn là dùng baking soda hòa với nước rồi đắp lên trong vòng 10 phút, sau đó rửa sạch để làm dịu vết cắn. Thì cách này nhìn vệ sinh hơn nhưng không nhanh bằng cách kia, và đôi khi ở nhà cũng không có sẵn baking soda để đắp. Một loài vật nhỏ xíu mà khi cắn thật là tàn ác ha. Nên nói chung là giữ vệ sinh nhà cửa, đừng để đồ ăn, đồ ngọt bị kiến bu. Mà nếu chẳng may bị cắn thì mình có thể áp dụng hai cách trên thử xem sao nha. Sẽ bớt khó chịu nhiều lắm đó. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.